Cái hoàn cảnh nào đưa anh ra mà sống ở ngoài này thưa anh? Rồi. Nhà trước không được thì sao mày biết? Dạ. Tại sao nhà trước không được? Không phải là em bị lợm mà không biết nữa. Không hợp ý gì sao? Không hợp ý. Dạ. Rồi ra đây ở luôn. Đâu phải ra đây ở trung dân mà. Thì để hiểu nỗi khổ của nỗi khổ của họ. Chung với dân để anh hiểu nỗi khổ của họ. Anh ra đây ở 10 năm rồi. Dạ. 10 năm rồi. Tối ngủ ở đâu anh? Từ tối hả? Tối ngủ đây. À, ngủ đây nè. Dạ. Người ta có đuổi không anh? Không. Hồi tối bị em bị cò dựng hỏi tên 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 họ này này mà xả xả em đi Cảnh sát hỏi hay là ai? Cảnh cảnh sát sát hỏi. À, thưa quý vị, như vậy là một mùa lễ Thanksgiving và Christmas nữa lại đến, và nhóm từ thiện Trái Tim Yêu Thương chúng tôi như hàng năm chúng tôi có những cái phần cơm chay của chùa Phật Tổ, và cũng như là những chiếc mền, áo jacket và cũng như là túi ngủ để tặng cho những anh chị em vô gia cư ở vùng Lido Sài Gòn vào dịp Thanksgiving, và cho những anh chị em vô gia cư tại Los Angeles vào dịp Noel sắp đến. Thì sáng sớm ngày hôm nay 7 giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại chùa Phật Tổ để nhận 300 phần cơm chay do thầy Thường Tịnh cũng như là các quý vị thiện nguyện viên Phật tử ở đây đã làm sẵn để chúng tôi mang về Lido Sài Gòn tặng cho một cái viện dưỡng lão ở thành phố Garden Grove, và phần còn lại thì chúng tôi sẽ đi khắp vùng Lido Sài Gòn tìm kiếm những anh chị em vô gia cư để tặng cho họ những hộp cơm, những chai nước ngọt do một cái nhà hàng chay ở Lido Sài Gòn gửi tặng, và đặc biệt đó là những chiếc mền mà chúng tôi vừa mới mua được để tặng cho những anh chị em vô gia cư tại đây. Tươi như băm. Nữ bên Mỹ này cũng đâu có thua gì đàn ông. Rồi, bây giờ thì chúng tôi đã đến viện dưỡng lão Garden Grove Post Acute ở thành phố Garden Grove. Bây giờ thì các thành viên trong hội đang xếp cơm vào những cái xe đẩy để mà chuẩn bị đẩy vào tặng cho các bác ở trong cái viện dưỡng lão này. Chúng tôi được biết rằng là có rất là nhiều bác sinh sống ở trong cái viện dưỡng lão này, và chúng tôi đến tặng cơm và mì do chùa Phật Tổ vừa mới chế biến xong nóng hổi để tặng các bác trong cái ngày lễ Thanksgiving hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi đã có mặt tại viện dưỡng lão Garden Grove Post Acute thuộc thành phố Garden Grove. Đây là Lan Anh đại diện cho Garden Grove Post Acute. Thì thứ tư tuần tới sẽ có một cái Thanksgiving party cho các bác vào khoảng 12 giờ và 1 giờ cho nhân viên. Sáng dịp hỏi chị Lan Anh là các bác ở trong viện dưỡng lão này là có khoảng bao nhiêu bác người Việt Nam hả chị ha? Mình thô đô tất cả là 140 bác. Tại vì mình có hai khu, một khu là Garden Grove Post Acute là bên khu gọi là Nursing Home thì 100 bác, còn bên kia là Garden Grove Guest Home thì khoảng 40 bác. Đây là ca sĩ Lily cũng đang phục vụ các bác trong cái viện dưỡng lão này. Thưa chị, mùa Thanksgiving này không biết là viện dưỡng lão ở đây có gì đặc biệt chị ha? Trước hết Lily xin được kính chào tất cả quý vị đang coi đài. Đây là Garden Grove Post Acute, là chỗ dưỡng lão của những người bệnh nhân cũng như là những bác. Thì giống như quý vị đã thấy, ở đây là có calendar cho những cái chương trình trong tháng 11 này, là cái tuần tới là đã lễ tạ ơn. Thì thay mặt cho tất cả nhân viên ở trong đây, xin kính chúc cho tất cả quý vị và gia đình luôn được khỏe mạnh. Và nếu mà quý vị có những nhu cầu và gia đình có cần chỗ nursing home thì hãy lại với Garden Grove Post Acute, tụi em sẽ take care mấy bạn. Kính thưa các bác, chúng con là từ hội Trái Tim Yêu Thương
Hôm nay chúng con đem những cái phần cơm chay, mì xào chay do chùa Phật Tổ ở Long Beach tặng để mang đến các bác. Chúc các bác một cái ngày Thanksgiving thật là vui vẻ. Rồi bây giờ thưa quý vị, chúng tôi đã đến ngay góc đường Garden Grove và đường Beach. Nơi đây thì cũng có tập trung mấy anh chị em vô gia cư. Ở đây thì chúng tôi có mấy chục cái mền, có nước ngọt và cũng như là có cơm của cơm và mì chay của chùa Phật Tổ đến đây để tặng cho các anh chị em ở đây. Chị Linh ơi, đến đây có mền thì chị lấy tặng cho các anh chị em ở đây đi. Đó, mỗi người một cái mền. Yeah. Thưa quý vị, ở đây thì họ cũng cần sleeping bag, thì dịp khác chúng ta sẽ trở lại. Bây giờ mền đó, thôi mình tặng cho mỗi người một cái mền nha. Yeah. Rồi, cho mấy anh chị em ở đây. Đó, chị Định, chị Hương, vô tặng đi. Đó. Đó, rồi, tặng cho mỗi người một cái mền nha. Rồi, hai anh chị đằng kia nữa. Rồi. Mình tặng cơm chưa? Đó, quý vị thấy không? Đó, họ tới là họ ăn cơm ngay đó. Ăn cơm của chùa tặng đó, phải không chị ha? How you feel today? Would you appreciate a blanket? I'm very happy, man. Thank you. Yeah. Rồi, anh này nói là rất là vui khi mà nhận được cái mền trong ngày hôm nay. Thì mỗi góc đường như vậy ở vùng lý đô Sài Gòn, thưa quý vị, thì có từ 10 cho đến vài chục người. Đó, đó chị kia rồi vừa đẩy xe vừa ăn luôn kìa. Chị có... Yes, Camion in Vietnamese. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Cô này nói cảm ơn người Việt Nam. Cô rất là thích là mì của chùa Phật Tổ tặng đây. Hai anh blanket. Happy Thanksgiving. Và thưa quý vị, đây nữa chúng tôi đang có mặt tại ngay góc đường Beach và đường Lamson thuộc thành phố Garden Grove. Cũng nhờ là mấy anh chị em vô gia cư đằng kia chỉ là ở đây có rất là nhiều những người vô gia cư ở đây. Thì đến đây chúng tôi cũng có những cái mền. Rồi chị Linh ta tặng mền nha. Mền, rồi nước. Một lần nữa nước này là do chị Hạnh ở nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh và cũng như là cái nhà hàng Sabu Sabu Noodle and Grill tặng cho chúng tôi. Cứ mỗi người vậy chúng tôi tặng cho một phần mì hoặc là cơm chay. Rồi với lại nước nữa. Đó. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving thưa quý vị. Đó. Đó. Mỗi người một chai nước. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đang tặng cho những người anh chị em vô gia cư ở đây mỗi người một cái mền. Thank you. Grab one. We share everybody, okay? Yeah. Bây giờ anh lấy một cái nước để mà anh lấy một cái cách nước để mà anh chia cho tất cả mọi người ở đây. Yeah. Đó. Thank you. Đó, anh này anh lấy một cái nước rồi anh chia cho mọi người. Okay. I give for you a blanket. Thank you. Happy Thanksgiving. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thưa quý vị. Hey. You had a blanket? Okay. Happy Thanksgiving. Yeah. Đây thì các chị đang tặng cơm và nước cho mấy anh chị em ở đây. Bây giờ thì chúng tôi đang có mặt đằng sau lưng nhà hàng Vân. Cũng có một số anh chị em vô gia cư ở đây. Happy Thanksgiving. We have food and then drink for you, okay? Happy Thanksgiving. Thì trong cái chương trình hôm nay, ngoài cái chuyện mà chúng tôi đi tặng quà, thì chúng tôi cũng muốn cho quý vị thấy được cái tình hình những người vô gia cư ở vùng Lido Sài Gòn. Phải nói rằng là bây giờ họ ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là ở trên góc đường Beach với lại Lamson Beach với lại Chapman Beach với lại Garden Grove và thứ bị ngay chỗ tiệm 99 Cent, tức là ngay góc đường Westminster và đường Focus cũng có rất là nhiều anh chị em vô gia cư ở đây. Rồi cái khu vực mà sau lưng nhà hàng Mái Gói Xanh này thứ bị tức là cũng đối diện với lại cái tiệm 99 Cent đó. Vào ngày 20 tháng 12 quý vị nào muốn đóng góp cho chương trình Noel tặng mền, túi ngủ, áo khoác cho những anh chị em vô gia cư trong dịp lễ Noel sắp đến thì xin gọi cho Phạm Khanh ở 714-653-0605. Chị Linh ơi, ngày hôm nay đi chị cảm thấy như thế nào? Trời, hôm nay đi rất là vui bởi vì mình đi coi như là khúc này có một số người, khúc kia một số người đi dài trên đường Beach Garden Road, bây giờ tới Westminster and Brockhurst. Yeah.